tải app Luka đặt lịch chăm sóc sức khỏe mẹ và bé ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đặt lịch dễ dàng, thanh toán linh hoạt, xem chi tiết dịch vụ tại luka.vn. Sự tích hoa cúc trắng. Ngày xưa, có một cô bé sống cùng mẹ trong một túp lều tranh rột nát. Nhưng đó là một cô bé gái vô cùng hiếu thảo. Thật không may, mẹ của cô bé lại bị bệnh rất nặng. Nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền mua thuốc chữa, và cô bé vô cùng buồn bã. Một lần đang ngồi khóc bên đường, bỗng có một ông lão đi qua thấy lạ, bèn dừng lại hỏi khi biết sự tình. Ông già nói với cô bé: "Cháu hãy vào rừng và đến bên gốc cây cổ thụ to nhất trong rừng, hái lấy một bông hoa duy nhất trên đó. Bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì tức là mẹ cháu sống được bằng bấy ngày." Cô bé liền vào rừng và rất lâu sau mới tìm thấy bông hoa trắng đó. Phải khó khăn lắm cô mới trèo lên được để lấy bông hoa. Nhưng khi đếm chỉ có một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh. Chỉ có bốn cánh hoa là sao chứ? Chẳng nhẽ mẹ cô chỉ sống được bằng đấy ngày thôi sao? Không đành lòng, cô liền dùng tay xé nhẹ dần từng cánh hoa lớn thành những cánh hoa nhỏ. Và bông hoa cũng theo đó mà nhiều cánh dần lên, nhiều đến mức không còn đếm được nữa. Từ đó, người đời gọi bông hoa ấy là bông hoa cúc trắng, để nói về lòng hiếu thảo của cô bé đó dành cho mẹ mình. Cậu bé và bó củi. Chuyện kể rằng có một cậu bé con trai người tiểu phu, nhà ở gần khu rừng già. Một ngày nọ, nhà hết củi đun, mẹ bảo cậu vào rừng nhặt ít củi về cho mẹ. Cậu bé định vào rừng một lát sẽ về ngay, nên không mang theo nước uống hay thức ăn gì cả. Cậu chỉ xách theo một sợi dây thừng để buộc bó củi rồi vội vã đi vào rừng. Cậu bé nghĩ là trong rừng lúc nào thì cũng có sẵn nhiều cành khô. Nhưng không ngờ, thời gian ấy cành khô lại rất khó tìm. Cậu đi cả buổi sáng mà chỉ nhặt được một ít củi. Cậu tiếp tục đi sâu vào rừng. Được một quãng, cậu thấy một người đàn ông có vẻ rất đói đang ngồi dưới gốc cây. Do không mang theo thức ăn nên cậu không có cách nào giúp được người đàn ông nọ. Dù ái ngại, cậu đành đi tiếp. Được một quãng nữa, cậu thấy một chú hươu đứng liếm mép, liên tục tỏ vẻ rất khát nước. Cậu bé cũng không có nước mang theo bên mình, nên không thể giúp được gì cho chú nai bé nhỏ. Cậu bé lại tiếp tục đi nhặt củi, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Cậu nghĩ mãi, không biết phải giúp người đàn ông nọ và chú hươu như thế nào. Cậu ôm bó củi, đang ngày một to dần lên vai. Đang đi, cậu bé nhìn thấy một người đang cắm trại trong rừng. Anh ta loay hoay nhóm bếp mãi mà không được vì củi bị ướt. Cậu bé thấy vậy, liền chạy lại cho người đàn ông một ít củi khô. Sau đó, cậu bé lễ phép xin anh ta một ít nước uống và thức ăn. Sau khi nhận được phần thức ăn và nước uống, cậu nhanh chóng quay trở lại đường cũ tìm gặp người đàn ông và chú nai con để giúp họ. Do nôn nóng nên cậu bé bị vấp té, đầu gối bị chảy xước hết. Người đàn ông thấy vậy vội đỡ cậu bé ngồi xuống và xoa bóp chỗ đau cho cậu. Chú hươu có vẻ rất hiểu chuyện, liền chạy đi hái một ít lá thuốc đắp vào vết thương cho cậu bé. Cả ba người và vật đều cảm thấy vui vẻ vô cùng vì mình đã giúp đỡ được người khác. Ba chú bướm. Một hôm, cả ba anh em đang nô đùa trên các khóm hoa thì trời đất bất ngờ đổ mưa. Thấy ở gần đó có một bông hoa li li màu hồng thật to, ba chú bướm bay đến nhờ giúp đỡ. "Chào cô, bọn cháu bị ướt, không thể bay được nữa. Cô cho bọn cháu trú dưới cánh hoa của cô một lát nhé." "Ôi, cô là hoa li li hồng, cô chỉ cho bướm hồng trú thôi." Bướm hồng nghĩ đến chuyện hai người anh em trắng và vàng của mình không có nơi trú ngụ, liền từ chối ngay, bay đi nơi khác. Được một quãng ngắn, cả ba nhìn thấy một bông hoa tulip vàng rực rỡ, bèn ngỏ lời nhờ giúp đỡ. "Chúng cháu chào bác tulip, bác có thể cho ba anh em cháu trú một lát, cho đôi cánh khô lại sẽ bay đi ngay không?" Hoa tulip từ chối ngay: "Tôi màu vàng nên chỉ thích những người bạn cùng màu với mình thôi. Còn lại hai bạn bướm trắng và hồng đi nơi khác chú nhé." Bướm trắng và bướm hồng đẩy bướm vàng vào bông hoa, nhưng nó lắc đầu không chịu. Nó quyết tâm không bỏ rơi anh em. Ba chú bướm lại tiếp tục bay đi tìm nơi trú mưa. Lần này cả ba chú trông thấy một bông hồng trắng muốt. Cả bọn lại lên tiếng nhờ giúp đỡ, nhưng cô hồng trắng cũng không thể giúp vì cánh hoa của cô quá bé. Thế là cả ba chú bướm đành phải nép vào nhau đứng dưới trời mưa to. Bác mặt trời nấp sau đám mây đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cảm động trước sự gắn bó của ba chú bướm, nên bác cố vén màn mây để chiếu những tia nắng ấm áp vào chỗ bọn trẻ. Chẳng mấy chốc,
mưa tạnh và cánh bướm đã được hong khô. Bài học cho bé. Bé thấy không, ba anh em nhà bướm đã không nhận phần sung sướng về mình, mà mặc kệ anh em phải chịu vất vả, nguy hiểm. Các bé nhớ nhé, nếu có lúc gặp khó khăn, hãy cùng nhau vượt qua, nhất định sự đoàn kết ấy sẽ được đền đáp. Sứ giả mùa xuân. Xưa thật là xưa, có bốn nàng tiên làm nữ hoàng của các mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi nàng có một cung điện lộng lẫy trên một ngọn núi cao. Chỉ khi đến mùa, các nàng mới xuất hiện. Năm ấy, không hiểu sao mùa đông kéo dài lê thê, cây cối và các con thú run rẩy vì lạnh. Ai cũng mong chờ, lo lắng không hiểu vì sao nàng tiên mùa xuân trễ hẹn như vậy. Vì thế, các con vật mở cuộc họp chọn người đi đón nàng tiên mùa xuân và tìm hiểu nguyên do. Sư tử tự nhận mình khỏe mạnh, dũng cảm nhất, nên giành quyền đi đón nàng tiên mùa xuân. Nó hăm hở lên đường. Ngày đầu tiên, cậy sức khỏe tốt nên sư tử đi từ sáng đến tối. Càng về sau, sư tử đuối sức dần, rồi không đi tiếp được, bèn quay về. Thấy sư tử bỏ cuộc, công điệu đà lên tiếng chế giễu: nếu muốn nàng tiên mùa xuân xuất hiện, thì sứ giả phải là con vật xinh đẹp và lộng lẫy như họ nhà công. Các con vật đồng ý cử chim công đi thực hiện nhiệm vụ. Chim công lên đường cùng đoàn tùy tùng, mang theo nhiều quà và hoa đẹp. Thế nhưng, đường xá xa xôi vất vả, cả đoàn dần mệt mỏi rồi bị ốm. Hoa và quà tặng phải vứt lại trên đường. Cuối cùng, chim công đành quay về. Đến lúc này, mông thú đã sốt ruột lắm rồi. Nếu còn chần chừ sẽ trễ mất mùa xuân tuyệt vời. Ngay lúc ấy, chim én ngập ngừng: cháu tuy kém cỏi nhưng cũng xin góp sức để mang mùa xuân về. Mùa đông năm nay dài quá, mẹ cháu bị ho ngày một nặng. Nếu không có ánh nắng mùa xuân, e rằng mẹ cháu không qua khỏi. Cháu sẽ đi tìm mùa xuân. Nghe vậy, muôn loài đồng ý: dù đang ốm nhưng hãy tin con đi. Chim mẹ lén con vặt những chiếc lông dày nhất của mình làm áo chống rét cho con. Chim én lên đường, nó bay mãi cuối cùng cũng đến cung điện của nàng tiên mùa xuân. Trước cửa cung điện, chim én thấy một chú chim vàng óng bị ngất. Nghĩ chú chim bị lạnh, chim én cởi chiếc áo ấm choàng cho bạn. Chú chim bỗng biến mất và nàng tiên mùa xuân xuất hiện: con là một cô bé hiếu thảo, nhân hậu và dũng cảm. Năm nay ta chậm đến nhân gian là vì các con vật không ngoan. Chúng không biết yêu thương và giúp đỡ nhau. Nhờ có con, ta biết rằng điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu. Ta sẽ chọn con làm sứ giả cho ta. Từ đó, mỗi khi thấy chim én bay lượn trên trời, muôn loài sẽ biết rằng nàng tiên mùa xuân đang sắp về với nhân gian. Thỏ hồng chảnh chọe. Xưa thật xưa, trên hòn đảo nọ có rất nhiều động vật, chim chóc sinh sống. Trong đó có gia đình nhà thỏ hồng. Khi thỏ hồng đến tuổi đi học, mẹ sắm cho thỏ hồng một chiếc cặp màu vàng thật xinh. Mỗi ngày, thỏ hồng phải băng qua một con suối nhỏ để đến trường. Thỏ hồng rất xinh xắn, nhưng lại không hòa đồng chút nào. Nó tự đặt ra quy định là chỉ những bạn có cặp đẹp mới được chơi chung với nó. Cả lớp chỉ có Nhím Bông và Mèo Vàng có cặp đẹp nên được kết bạn với thỏ hồng. Sau kỳ nghỉ hè, lớp học của thỏ hồng có thêm bạn khỉ nâu, vui tính và nhiệt tình. Khỉ nâu nhanh chóng kết bạn với mọi người. Mấy lần thấy nhóm thỏ hồng chơi đùa, khỉ nâu mon men đến xin chơi cùng, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu: trông bạn xấu xí quá, bạn lại không có cặp đẹp nữa, bọn mình không thích chơi với bạn đâu. Khỉ nâu nghe vậy buồn lắm. Một hôm, thỏ hồng tạm biệt hai cô bạn của mình là Nhím Bông và Mèo Vàng rồi ra về. Đi đến chiếc cầu gỗ bắc vào làng thỏ hồng mới phát hiện chiếc cầu đã bị cuốn trôi đi mất. Thỏ hồng bèn chạy đi tìm Nhím nhờ giúp đỡ. Nhím bảo: tớ yếu lắm, chẳng giúp được gì cậu đâu. Thỏ chạy sang nhà Mèo Vàng cũng bị từ chối: tớ chẳng biết giúp cậu thế nào. Buồn bã và thất vọng, thỏ hồng đi ra bờ suối ngồi khóc. Đúng lúc ấy, khỉ nâu đi đến thấy vậy liền hỏi: có chuyện gì vậy? Sao bạn lại ngồi đây khóc? Thỏ hồng vội kể cho khỉ nâu sự việc, nhưng không hy vọng là khỉ nâu sẽ giúp mình. Nào ngờ, khỉ nâu đăm chiêu một lúc rồi bảo: mình có cách này, mình sẽ cõng bạn trèo lên cây, chuyền về phía đầu con suối. Ở đó có một cây đa rất to, chúng ta sẽ men theo nhánh cây để qua bờ bên kia. Thỏ hồng gật đầu ngay lập tức. Hai người bạn nhanh chóng làm theo cách khỉ nâu bày để qua suối. Khi đến bờ bên kia, thỏ hồng áy náy nói với khỉ nâu: tớ xin lỗi vì đã chê bai cậu và không cho cậu chơi cùng. Cậu đồng ý làm bạn tớ nhé. Khỉ nâu xoa xoa đầu rồi vui vẻ đồng ý. Hai người bạn nắm tay nhau ra về,
và từ đó luôn khăng khít thân thiết. Cảm ơn ba mẹ đã xem hết video. Hãy follow kênh để biết thêm được nhiều kiến thức bổ ích ba mẹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.